I missed the planting. I missed the harvest. I know the sinners won't return. chào các bạn, à, cảm ơn các bạn đã quay lại với chương trình kênh truyền thông media của nhà khoa Linh Xuân hôm nay chúng ta sẽ được trò chuyện với bác sĩ Tuấn Anh về chủ đề hiểu đủ hiểu đúng vai trò của năng sứ. Yeah, à, yeah. Cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh đã đến dành thời gian để đến để chia sẻ về uh, cái chủ đề hôm nay. Yeah. Uh, thưa bác sĩ uh, trên cái fanpage của nhà khoa Linh Xuân thì có rất là nhiều những câu hỏi của các bạn gửi đến thì các bạn hỏi là cái vai trò của răng sứ và chỉ định của răng sứ là trong trường 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 hợp nào quá uh, vai trò của răng sứ thì cái uh, vai trò của nó trong cái ngành răng của mình thì là uh, nó giúp để phục hồi lại những cái trường hợp là răng hư mất gãy vỡ và nó còn có một cái trường hợp nữa là nó để dùng để bảo vệ và thứ hai một cái chỉ định mà thường hay gặp nhất bây giờ là đôi lúc là nó được dùng cho cái việc là thẩm mỹ nữa tức là đối với một số anh chị là muốn thay đổi màu sắc hoặc là hình dáng răng thì là yeah. còn có ứng dụng là thẩm mỹ. Dạ. Yeah. Và cái ưu nhược điểm của cái 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 răng sứ thì nó có hai nó có nhiều loại răng, răng sứ kim loại rồi toàn sứ. Thì bác có thể chia sẻ được cái ưu nhược điểm của cái 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 răng sứ kim loại và cái toàn sứ nó như thế nào không ạ? Uh, răng sứ kim loại thì nó ra đời khá lâu rồi, nó hồi có loại răng sứ truyền thống, nó cũng có cách đây chắc cũng cả cả trăm năm rồi. Yeah. thì uh, cái cấu tạo của nó là nó sẽ gồm có một cái lớp sườn bằng kim loại, sau đó là sẽ được phủ một cái lớp kết dính uh, và che màu để mà nó che cái màu của kim loại là cái màu thường nó hay tối và ánh kim. thì có một lớp kết dính và một lớp che màu và cuối cùng là lớp sứ phủ bên ngoài. sứ phủ thì yeah. nó có cái độ màu và hình dáng mình tạo hình đó, hình dạng và màu màu sắc nó sẽ giống với lại màu răng của mình. Yeah. Tuy nhiên thì dĩ nhiên thì do cái đặc tính là nó có cái sườn kim loại nên là cái màu sắc thì nó sẽ không được hoàn toàn đẹp, được như là những cái loại sang sứ mới sau này mà mình có đề cập tới là như như răng tần sứ. Là một cái nữa là vì cái cấu tạo là nó có nhiều lớp như thế, yeah. thì cái độ dày của nó thường nó sẽ dày hơn. Đó, thì cái độ dày nó sẽ liên quan đến cái chuyện là khi nha sĩ uh, họ làm á uh, họ cần một cái khoảng không gian nhất định để mà làm chế tác ra cái răng sứ thì cái răng nó mới đủ bền. Dạ. Yeah. Thì cái càng về sau này cái răng sứ nó sẽ càng mỏng hơn, nó mảnh hơn nhưng mà nó vẫn đựng đủ độ cứng để mình ăn nhai lâu dài. Dạ. Yeah. Uh, cái loại răng sứ mà về sau này á uh, thì nó sẽ có nó tân tiến hơn. Thì ví dụ như là uh, ngày xưa thì sử dụng là cái loại là hợp kim là chromicane sau này thì nâng cấp lên thì là chrome coban dạ. thì những cái loại sao hoặc là titanium thì những cái loại đó thì nó có đặc điểm nó tốt hơn nên là đặc điểm về sinh học là ít dị ứng ít uh, ăn mòn rồi uh, nó nhẹ hơn thì nó có những cái đặc tính cơ học tốt hơn à, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là cái loại là sứ kim loại nên dạ. nó vẫn có một số cái hạn chế không thay đổi được của cái loại đấy và về sau gần đây thì là khoảng mươi mươi chục năm vài, vài chục năm gần đây thì là xuất hiện là răng toàn sứ thì nó khắc phục được cái yếu điểm là về màu sắc bởi vì cái khung sườn của răng toàn sứ thì nó làm bằng zirconia thì có cái màu sắc á là nó giống với lại cái màu răng của mình nó có cái màu trắng ngà nên là về cái độ màu nó sẽ làm rất là tốt thứ hai thì răng sư vì cái độ màu đó thì với lại cái độ cứng của nó cũng 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 rất là là cao do đó là nó có thể yêu cầu chế tác ở cái cái kích thước mỏng hơn mà nó vẫn đủ độ uh, vững ổn để sử dụng do đó là răng sứ tàng sứ thì nó có hai được hai hai ưu điểm lớn hơn đó là về màu sắc thì nó tốt hơn và thứ hai là cái chế tác nó có thể làm mỏng hơn mà chế tác làm mỏng hơn thì nó đưa đến cái một cái ảnh hưởng lên cái lâm sàng nhiều nhất đó là cái việc khi mà mình mài răng hay mình bọc sứ thì mình mài sẽ mài phải ít đi mình không cần mài nhiều giống ngày xưa nữa. Dạ. Yeah. Yeah. À, cảm ơn bác. Uh, làm thế nào để mình mình phân biệt được cái việc mà bọc răng sứ với chồng răng sứ á? Uh, bọc răng sứ thì tức có nghĩa là mình có một cái răng sẵn rồi, mình yeah. chỉ bị hư gãy, yeah. rồi mình trám, tái tạo lại là mình bọc lên thôi. Cái bọc yeah. đó thì mang ý nghĩa đa phần nhiều nhất là để bảo vệ răng đó. Yeah. đó. Do cái răng bị hư gãy, à, có một số anh chị thì vì là không thích cái màu răng của mình hoặc là cái răng nó nghiêng ngã siêu vẹo, nhưng mà lại không có đồng ý làm một cái điều trị điện răng, yeah. thì họ chấp nhận mài bỏ những cái men răng bị thì không đẹp đó đi để bảo ừ. bọc lại một cái răng sứ vào cho nó đẹp nó thẩm mỹ yeah. thì đó là bọc răng sứ yeah. còn mà trồng cầu răng sứ thì là cái kiểu là tức là mình có mất răng ở trong đó yeah. trồng ở đây tức là mình làm lại mới thì là trong trường hợp đó là thường á, là anh chị có mất răng sen kẽ có mất răng sen, ừ. sen yeah. kẽ tức là cái đoạn mất răng rồi nó sen kẽ là có những cái răng thật xung quanh thì nhờ là có cái răng thật xung quanh á, thì những cái răng thật xung quanh thì mình bọc lên yeah nhưng thật xung quanh có cái góc thì mình bọc lên nhưng mà nhờ những cái bọc đó thì mình nối liền lại yeah. mình nối lại liền lại thành một cái khối liên tục à. nên là thường gọi là bắt cầu yeah. gọi là bắt cầu tức là nối từ bên bờ bên này từ một cái trụ bên này là răng thật qua cái trụ bên kia là một răng thật và yeah. ở giữa là một cái răng mất thì ở giữa có cái nhịp cầu mình tưởng tượng nghe giống như là cái cầu bắt từ bên bờ sông bên bờ, 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 bờ sông bên kia cũng vậy yeah. thì nối liền một khối thì gọi là trồng cầu răng xứ Hồi nãy bác có nhắc về cái vấn đề niềng răng thì cũng có một vài cái bạn độc giả muốn hỏi về là mấy bạn trước đó đã có có trồng răng rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn có hô thì mấy bạn muốn hỏi là niềng răng khi mà bạn trồng răng răng rồi mà bạn niềng răng thì có được không bác? Ờ à, một khi mà mình đã có nghĩa là mình đã có bọc răng sứ rồi đúng yeah. không anh? Dạ. À? Yeah. à bọc răng sứ rồi á, thì khi đó cái 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 uh, cái việc niềng răng vẫn có thể thực hiện được tuy nhiên thì nó cũng gặp một số cái hạn chế cho nhà sĩ một số cái hạn chế cho nhà sĩ cho bác sĩ chuyên khoa về niềng răng như sau là thứ nhất đó là các uh, răng sứ thì cái độ bám dính của cái răng sứ mà mình dán ngắt mắc cài khí cụ để mình niềng răng á, thì cái độ bám dính nó không cao nên là thường nó hay gãy xảy ra vấn đề nhiều khi là gãy vỡ hoặc bể sứ để cái răng sứ trong quá trình làm, một yeah. cái vấn đề thứ hai nữa là đôi lúc đó, là những cái răng đó không được làm rời, yeah. không được làm rời mà không làm bọc sứ từng cái liên lẻ mà lại bọc là dính lại dính lại với nhau hoặc yeah. là trồng theo kiểu là cầu răng giống như mất răng vậy đó, yeah. thì trồng cầu như vậy thì khi mà các răng nó được nối liền với nhau một khối á, thì nó rất là hạn chế cái việc di chuyển răng tại vì khi mình di chuyển răng á, thì mình sẽ di chuyển từng răng rồi đưa lúc vào từng nhóm và cái việc của bác sĩ chỉnh chuyên khoa niềng răng thì người ta sẽ có cái sự tùy ý để người ta di chuyển răng này về đâu đó hay là nhóm răng này về đâu đó thì cái việc các bạn đang có một cái cầu răng sứ ở trong miệng á, hay là có những cái băng sứ mà để dính liền nhau á, ừ. thì nó làm hạn chế rất nhiều cái khả năng tự do trong cái cái chuyện mà bác sĩ nhà khoa chuyên khoa niềng răng người ta cần lập cái hộp để người ta di chuyển răng thì nó gặp rất là nhiều khó khăn Tuy nhiên, dĩ nhiên cũng có một số trường hợp là nó vô tình là nó thuận lợi yeah. à, Nhưng mà còn lại thì đa phần là nói chung khi các bạn có một cái cầu đăng xứ hay có bọc đăng xứ ở trong miệng thì các bạn cần tham khảo thật kỹ là cái trường hợp của mình á, là có làm được hay không yeah. à, Tại vì có trường hợp là làm được nhưng mà cũng có trường hợp là phải từ chối khi mà cái việc bọc trước đây nó nó, nó quá bất tiện cho việc niềm Thì yeah. đôi lúc á, nhiều khi là phải phá bỏ toàn bộ cái bộ cầu đó yeah. ừ. chấp nhận phải phá bỏ toàn bộ cái cầu đó rồi làm lại đơn lẻ rồi thì lúc đó thì lại làm được yeah. ừ. có nghĩa là làm thì làm vẫn được nhưng mà nó sẽ phức yeah. tạp hơn nó sẽ qua một số cái vài cái bước mà tệ nhất thì là phá hết cái cầu đó ra ừ. yeah. cắt lại làm đơn lẻ khúc mà nó đơn lẻ thì lúc đó là lại giống như một cái hàm răng độc lập những cái răng nó độc lập nhau bình thường thì không không ảnh hưởng gì hết yeah. lúc đó mình vẫn điền được yeah. ừ cảm ơn bác à, các bạn mà trước khi mà muốn phục hình răng sứ hoặc là muốn niềm niềm răng thì các bạn có thể uh, ghi nhận cái ý kiến này của bác sĩ để mà các bạn có sự đăng, suy nghĩ trước khi các bạn làm và đắn đo một chút xíu à, đến những cái các bạn có thể là comment ở trên fanpage của nhà khoa linh xuân để có thể hỏi thêm để mà có thể biết rõ để nha sĩ có thể tư vấn bác sĩ có thể tư vấn cho các bạn một cách rõ hơn dạ. để mà các bạn có thể có những cái quyết định đúng mà đỡ phải tốn chi phí nếu mà các bạn làm ở đâu đó rồi bây giờ các bạn muốn niềng răng thì các bạn phải nhiều khi nó sẽ gặp khó khăn rồi các bạn phải phải bỏ cái đó mà làm nữa thì phải tốn đúng chi phí rất rồi, nhiều nó cho phải các đi bạn làm, ừ. làm đi làm lại đó. Dạ. Thì các nó bạn rất sẽ... là cực công. Ừ. Dạ. Mà tốn chi phí nữa cái là rải rác mất tiền trong cái quá trình mình làm. Dạ. Mà nó không đạt được kết quả cuối cùng. Dạ, cảm ơn bác. Ừ. Ờ... Mấy, các bạn mới vừa comment thì các bạn có hỏi là có nhiều bạn họ sợ và làm răng đau nhưng mà uh, muốn bọc răng sứ thì họ các bạn hỏi là có nhất thiết là phải lấy tủy khi mình bọc răng sứ không bác? Dạ, yeah, có nhất thiết phải lấy tủy khi yeah. bọc răng sứ không đúng không? Cái việc có phải lấy tủy khi bọc răng sứ không á thì cái câu trả lời nó thật ra nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Nó sẽ chia ra thành hai trường hợp. Một nếu như mà cái răng xương của mình á nó theo đúng cái chỉ định á yeah. là cái răng nó bọc là vì nó bị hư bị gãy bị vỡ thì nó phải đánh giá theo cái tình trạng răng nó hư hại tới đâu nếu như nó hư đến tủy thì cái chuyện lấy tủy là chuyện hiển nhiên dạ yeah. thấy à, tủy là yeah. nó hiển nhiên nếu như mà cái răng đó nó chưa có hư hại đến tủy thì bác sĩ bằng mọi giá sẽ bảo tồn cái tủy đó và bọc và giữ cái răng đó mà không hề lấy tủy dạ yeah. à. rồi cái trường hợp thứ hai là những trường hợp là mình làm về thẩm mỹ à làm vì thẩm mỹ thì đôi lúc có khi nhiều khi nó sẽ không đúng chỉ định lắm yeah. ví dụ như là những cái răng nó xoay lệch quá nhiều đúng lý phải có cái chỉ định niềng răng à, hay là di chuyển răng yeah. như thế nào đó để đưa về vị trí thuận lợi rồi bắt đầu mình mới niềng răng yeah. thì đôi lúc nó nhiều khi cái trường hợp thứ hai là các bạn làm vì thẩm mỹ nhưng mà các bạn không tuân theo cái chỉ định đúng đó, thì các bạn phải mài răng quá nhiều mài yeah. răng quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến tủy thì lúc đó là lấy tủy là vì bọc xứ, vì liệt, vì làm đẹp thì yeah. lúc đó là phải hy sinh đánh đổi thì do đó là cái trường hợp thế này thường thì mình phải cân nhắc rất là kỹ Nếu như mà rơi trường hợp mà mình muốn làm thẩm mỹ, làm đẹp Thì mình phải cố gắng là tuân theo chỉ định Nếu nhưng mà mình mài bọc để làm đẹp thì cố gắng theo đuổi cái điều trị gì đó bảo tồn Ví dụ như niền trước hay là trồng răng thì có thể là trồng răng im len Ví dụ mất yeah. răng, trồng răng im len thay vì là bọc cầu răng sứ ví dụ vậy yeah. à, Thì là mình sẽ giữ được những răng thật của mình Thay vì là mình cứ cố gắng mình mài, mình bọc hết để mình trồng thì đôi lúc những khi những cái răng mà cố gắng để mài bọc trồng đó thì cái răng nó phải dựng trục hoặc là cắt quá nhiều để mà mình đưa các răng đó vào chung một cái hệ quy chiếu là nó thẳng trục với nhau yeah. thì nó sẽ bị cắt quá nhiều và nó sẽ bị hỏng bị hỏng yeah. tủy thì mình phải lấy tủy ừ. ờ, Tại vì bác có nói về thẩm mỹ thì ngày xưa lúc mà thời còn khó khăn thì ông bà mình thấy con bị thì thường hay cho uống kháng sinh Ừ. nên khi mà lớn lên thì cái răng nó bị đen xỉ màu mà người ta nói là ừ. giống như là bị tetracycline. Yeah, vì, vì thì trường xin. hợp tetracycline thì các bạn thấy nó mất đi thẩm mỹ. Thì các yeah. bạn muốn làm một cái răng sứ vậy thì trong trường hợp đó mình có phải lấy tủy cái những cái răng ở phía trước rồi sau đó mình bọc hay, hay là mình như thế nào bác? Dạ. Đối với những trường hợp này, nhiễm tetracycline thì nó phân loại từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Yeah. Thường những mức độ nhẹ đến trung bình thì thường nếu như mà cái dáng răng không có xấu á thì thường mình áp dụng tẩy trắng Yeah. răng là đẹp rồi là ok rồi các loại thuốc tẩy trắng và các công nghệ tẩy trắng bây giờ ví dụ như led như laser thì cái khả năng thẩm thấu và tẩy nó cũng rất là tốt đi rất là sâu thì những những ca mình theo dõi mà mình làm việc thì mình thấy là nó có cái hiệu quả rất là tốt yeah. nên là ngày xưa thì đối với tetracycline thì trăm phần trăm là chỉ định là toàn bộ là bọc xứ với lại dán yên hết nhưng mà bây giờ thì cái tình huống nó sẽ khác là mình có thể là mình sẽ mình tẩy trắng không thôi là nó cũng đã cải thiện được rồi rồi những cái mức độ mà trung bình đến nặng á, Thì đến lúc mà trung bình đến nặng Thì thường là cái màu nhiễm sắc đó, đó Nó đi vào bên trong luôn răng Thì nó sẽ bị màu rất là đậm Và đôi lúc là tẩy trắng nó cũng không có cải thiện được Thì do đó là Các nhà sĩ Sẽ bắt buộc phải đưa ra một cái hình thức Là Lựa chọn là phải bọc xứ Nhưng mà lúc đó thì bọc xứ bằng cái gì Bọc xứ thì nếu như mà nâng cấp từ cái mức độ Từ nhẹ cho đến, cho đến Nhiều á thì là nhẹ nhất đó thì là mình mài bọc veneer nếu ừ. như mà cái mức độ à, nhiễm màu nó trung mức đồng, trung bình chưa nổi quá nặng ừ. à, thì mình mài một lớp men ở phía bên ngoài và mình chụp một cái mảo xứ, và một cái mặt dán xứ yeah. phía bên ngoài thôi chứ mình không có mài phía bên trong phía bên trong thì mình vẫn để dùng để ăn nhai yeah. để ăn nhai cảm giác nó tốt mình, mức độ nặng tức là cái màu nhiễm nó đi từ ngoài đến trong và đi thậm chí luôn 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 tới tủy luôn nghĩa là toàn bộ cái răng đó là nó ngã xỉn màu hết thì đốt với cái trường hợp đó là bắt buộc là phải mài mọc hết toàn bộ, thì cái màu nó 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 che phủ hết toàn bộ cái răng, không thể nào chỉ che mặt ngoài mà nó thay đổi được. Dạ. thì đôi lúc nó sẽ vẫn ánh cái màu đen lúc đó cái răng hầu như là nó tối tối sầm. Dạ. Ừ. Cảm ơn bác. Cũng có các bạn đã cũng đặt câu hỏi dưới là hỏi là như bác bác nhìn bà nãy giờ thì các bạn đặt câu hỏi là răng sứ á sau khi mình bọc răng sứ xong thì nó có có được dính vĩnh viễn không hay là nó có thời hạn như thế nào không? À, răng sứ thì về nguyên tắc thì mình gắn lên trên miệng thì nó cũng theo mình suốt đời thôi nó cũng chẳng đi đâu cả thì nó là một cái vật liệu trơ mà yeah. à, nó vĩnh viễn hay không thì là do mình quá trình ăn nhai thôi yeah. à, mình ăn nhai mình bảo quản mình giữ tốt thì là nó sẽ đi theo với mình tuy nhiên thì nó có một số cái thì nó sẽ không thể vĩnh viễn được ví dụ như là keo dán yeah. keo dán của cái răng sứ nó gắn lên trên răng của mình thì là cái loại keo nó thì nó theo thời gian thì nó cũng bị rã rã bớt mà nó cũng tan đi do đó thì thông thường thì có khi là 10 năm đến 20 năm thì mình phải ra mình thay thế cái keo mới mình dán lại răng sứ thì nó vẫn vậy thôi chứ không gì hết răng sứ thì có đặc điểm thì hầu như là nó trơ và nó có sao là nó như thế thôi nó không yeah. thay đổi gì hết cái thay đổi mà mình thấy thì là thay đổi của cơ thể mình tức là răng của mình nó đổi màu nè yeah. rồi răng của mình nó tuột đi thì khi mà răng của mình nó đổi màu, rồi nướu răng nó tuột đi thì mình sẽ thấy là nó hay bị lộ ra cái vùng tiếp xúc giữa cái chân răng thật và cái răng sứ, rồi chứ thứ hai nữa là cái rắc răng xung quanh á nó đổi màu thì mình thấy là Ủa sao tiện giờ cái răng sứ của mình nó khác màu so với lại những cái răng kia, thì mình lại cứ nghĩ là à, chắc là răng sứ nó hư hay là nó, hay là nó bị uh, biến tính hay cái gì đó, nhưng mà thực tế thì tất cả những cái đó là do thay đổi cơ thể của mình nó thay đổi cơ thể mình thay đổi nó làm cho thấy cái sự khác biệt giữa cái răng sứ và cái răng thật hay là cái nú răng nó thay đổi làm cho thấy là cái răng tự nhiên giờ nó tuột ra tuột cái chân ra nó lộ cái chân ra thì mình nghĩ là có vẻ như giống như nó hư hại hay là nó gãy hay nó mẻ cái gì đó ở đó mà thực tế thì không phải mà đa phần là cái thay đổi sinh lý cơ thể của mình yeah. cảm ơn bác à, thời hạn thời gian của mình thì không quá nhiều để mà mình có thể trả lời hết những câu hỏi của các bạn thì các bạn có thể vui lòng comment xuống những cái câu hỏi những cái thắc mắc của các bạn về vấn đề răng miệng để cái lần tiếp theo thì bác sĩ tuấn anh sẽ trả lời cho các bạn rõ hơn và nhiều hơn những cái điều mà, mà các bạn thắc mắc yeah. à, cảm ơn bác sĩ tuấn anh đã yeah. dành thời gian để chia sẻ cho các bạn uh, về những cái kiến thức y khoa đặc biệt là về những răng miệng để cho các bạn có thêm một cái uh, kiến thức thêm để mà có thể biết yeah. và có thể đắn đo hơn nữa trong cái việc mà khi mà làm uh, cần làm răng thì là như thế nào và uh, có sự lựa chọn à, cảm ơn bác